15, bài khởi động số 4. Bài khởi động này mình sẽ bắt đầu kết hợp hai tay một chút. Thì bốn bài khởi động này đều rất là quan trọng, các bạn nên tập mỗi ngày một lần, như vậy là 10 động tác, 10 bài tập liên tục với nhau, lặp đi lặp lại, và mỗi ngày tập 2 phiên là tốt nhất, và tập trong suốt thời gian học luôn. Ngay cả khi các bạn không có thời gian tập bài mới cũng nên tập lại mấy bài khởi động để cái tay mình nó nhớ, nó linh hoạt, tập mấy bài nó mới dễ được. Bây giờ mình sẽ đọc thử nè. Đầu tiên mình sẽ có động tác từ giây 4 tới giây 1, và mỗi cái ngón như vậy mình sẽ phân bổ vào từng ngăn từng giây, nó đi theo hình bậc thang. Đó, 5 6 7 8 nè. Và đi theo từ 4 3 2 1 đó, 5 6 7 8. Tay phải sao? Tay phải thì mình không đánh bằng ngón cái đi xuống nữa, mà mình thử bắt đầu kết hợp nè. Bốn ngón này mình sẽ đánh là P I M A, 5 6 7 8 tay phải đó. Còn tay trái thì mình nhấn là 5 6 7 8 1 2 3 4 nhấn đây. Rồi mình đi ngược lên lại. Đi ngược lên. Đó, đi ngược lên. Đi ngược lên. Chậm lại, giữ cái ngón tay lại là tốt nhất. Và âm thanh bên này đánh xong đừng giữ ngón lại bị mất. Đánh xong thả luôn. Đánh tiếp, dây tiếp theo. Đó.